Hello xin chào tất cả mọi người nhé chào mừng mọi người đến clip tiếp theo của đội tuyển gaming. Thì ngày hôm nay đúng như ngày dự kiến của Play bây giờ thì nhà phát hành Vina Game sẽ xóa ứng dụng Play bây giờ quốc tế cho các bạn nghe rõ nhé. Xóa ứng dụng Play Play bây giờ quốc tế ở trên hai app đó là uh, App Store và Android nha các bạn nhé. Thì hai ứng dụng quốc tế này các bạn có thể chơi với người nước ngoài và chơi cả với mình luôn. Nhưng uh, sau khi mà bản uh, của Việt Nam ra mắt thì thì hai bản này sẽ được chỉ chơi trong vòng Việt Nam thôi nha các bạn nhé là của Vina Game thôi nhưng vì của Vinagame Game là tức là chỉ có Việt Nam mình chơi với nhau thôi đó các bạn nên nhớ điều đó nhé thì bây giờ mình cũng sẽ kiểm tra xem hai app này sẽ còn ứng ừ, tải ở đây không nhé bây giờ mình sẽ gõ nha Play giờ đấy các bạn thấy không đấy Play bây giờ đã bị ẩn khỏi hai app Play bây giờ nhé các bạn nhé ẩn hết ở Android và app vậy là ngày hôm ngày hôm nay mà bạn nào xóa ứng dụng và tôi bây giờ các bạn sẽ không tải được nhé các bạn sẽ không tải lợi được Play tôi bây giờ trong ngày các bạn sẽ bị không chơi được game trong một thời gian khá là dài đấy các bạn nhé Đấy, cho nên bạn nào mà đã tải vào tôi bây giờ rồi thì các bạn đừng có xóa và mình và mình cũng vào game rồi trong thời gian này vào cực kỳ lác luôn vào vào không vào được nổi game luôn các bạn có thể chơi game khác thôi chứ vào game game bảo tôi bây giờ các bạn không thể chơi được nha các bạn nhé bây giờ mình vừa vào rồi các bạn nhìn này đấy vào nó cứ đơ này thôi đấy vào cái là đi ra luôn à thấy không đấy vào cái là đi ra luôn không chơi được đâu các bạn ạ à. đấy mà cấp nếu như các bạn nào dùng điện thoại xịn thì các bạn có thể chơi được chứ máy của mình thì không chơi được đó. có khi uh, sau khi về về bản Việt Nam ấy thì có khi cái, cái, cái ứng dụng mà các bạn làm để auto trên Polyto tế có khi cũng không còn cũng không có thể xài được nữa đâu các bạn ạ đấy uh, bây giờ nhưng mà các bạn đừng buồn nhé thì uh, mình sẽ chỉ cho các bạn cách tải Polyto bây giờ tức là mình sẽ có thử, đọc thông báo cho các bạn vì sao mà lại uh, À, không tải được game nữa nhé và bao giờ thì chúng ta có thể tải lại được game và tải game bật à, đợt này mà tải game về ấy, thì cái lựa game của Việt Nam mình sẽ cực kỳ là mượt luôn các bạn nhé và cực kỳ là được nhiều phần quà luôn đấy rồi đây là bài viết vừa rồi nhà phát hành đăng lên mình sẽ đọc cho các bạn nhé nó app app Playtube giờ quốc tế hiện tại là chỉ tạm ẩn bạn nghe các bạn nghe rõ nhé tạm ẩn đấy và thấy mọi người đang hoang mang Nên là với tôi bây giờ Vinagame ấy Gửi đến các bạn một số điều như sau và đấy tôi bây giờ quốc tế này đã được tạm ẩn để chuẩn bị kỹ thuật cho việc chuyển đổi và hiển thị lại đấy các bạn nhìn chữ nhé dự kiến sau 7 ngày là có thể là trong có thể ra mắt trong hai ngày hoặc ba ngày tức là dự tức là dài nhất là 7 ngày các bạn hiểu không nghĩa là việc ẩn áp này ấy, sẽ không ảnh hưởng đến người chơi tải game ở mọi nơi gọi nhau tức là các bạn tải ở chỗ khác về các bạn chưa vẫn được sau thời gian ẩn áp hiển thị lại thì là sau khi thực hiện chuyển đổi sang phiên bản Việt Nam ấy áp quốc tế sẽ bị tắt vĩnh viễn này Đấy. tức là sau khi là bản Việt Nam được ra mắt thì cái bản áp quốc tế này sẽ bị xóa vĩnh viễn tức là cái bản mà các bạn cái bản Play Store quốc tế mà các bạn đang giữ ở trong máy các bạn ấy sau khi mà bản Việt Nam ra mắt ấy, thì cái bản đấy các bạn sẽ không còn chơi được nữa các bạn hiểu không? Chỉ quốc tế mới chơi được thôi. Còn Việt Nam mình sẽ bị, sẽ không thể nào chơi được các bạn hiểu chưa? Sẽ bị ẩn vĩnh viễn luôn, sẽ không thể nào tải được. Các bạn đâu À không, tức là sẽ sẽ không có cách nào để tải về lại được ấy các bạn hiểu chưa? Nói nói chung chung nôm na là như vậy. À, nó hơi khó hiểu một tí. Nói chung là sau khi cái bản Việt Nam ra mắt thì cái bản quốc tế các bạn sẽ không thể nào tải về được chơi được, các bạn hiểu chưa? Còn hiện tại bây giờ nó đang trong dự kiến thì các bạn vẫn có thể tải và tôi bây giờ ở hình thức khác qua tap các bạn nhớ đấy nhưng mà cái tap này không tải như không tải được về cho iphone các bạn ơi đấy thì uh, chờ thông tin về quà tặng và thời gian khi chuyển từ app quốc tế cho việt nam mình sẽ thông báo chi tiết quà và nhanh và ngày nhận quà sắp tới nếu có thắc mắc từ mình các bạn và mình nghĩ đợt sắp tới này nhé phần quà tặng chuyển app cực kỳ cao luôn nha các bạn nhé cực kỳ nhiều luôn bởi vì các bạn phải tư duy như các bạn phải nghĩ thế này sau khi cái app của tôi bây giờ Việt Nam ra mắt ấy, thì nó không khác gì một một bây giờ mới ra mới bắt đầu mới ra mắt cả giống như cái tôi bây giờ khi các bạn bắt đầu chơi ấy, nó cũng mới ra mắt như vậy nó hơn ở cái là bây giờ mày tôi bây giờ này đã có một lượng fan cực kỳ lớn rồi còn bây giờ kia khi bắt đầu ấy, nó lại từ cái nhỏ lên giờ lên đó thì cái việc đầu tiên của cái giờ tôi bây giờ kia ấy thì nó phải là đầu tiên các bạn thấy khi mở server vào thường tặng các bạn những phần quà cực kỳ lớn để ưu đãi để cho các bạn đến cực kỳ nhiều được cực kỳ nhiều và bây giờ chúng ta là một người với thói quen của bây giờ giờ này rồi ấy. đấy và đang cái tình trạng chán nản này ấy, thì khi bây giờ Việt Nam ra mắt ấy, nó giống như một cái một tựa game mới bắt đầu ra nó sẽ ưu đãi cho các bạn cực kỳ nhiều để giữ chân các bạn lại nếu như không có cái gì hay thì Việt Nam mình sẽ chán và không còn chơi nữa bởi vì sau những cái cái vừa rồi Việt tất cả mọi người chúng ta đều chán rồi. Nếu không như có một, một cái gì giống như kiểu như là giữ lòng chúng ta hay là kiểu như là kiểu đẩy tinh thần chúng ta lên thì chắc chắn chúng ta sẽ bỏ game hết lượt đúng không? Thì cho nên là phần quà sắp tới này mình nghĩ chắc chắn sẽ cả sẽ rất là to giống như một cái sự kiện của PlayTo To game giờ quốc tế khi mới ra mắt các bạn hiểu chưa? Các bạn phải suy nghĩ là như vậy. Đó cho nên là mà khi PlayTo game giờ Việt Nam ấy à, vào, vào tay của VinaGame ấy thì các bạn đừng suy nghĩ tiêu cực quá bởi vì vào thứ nhất về việt nam thì một người điều hành của việt nam thì chúng ta sẽ hiểu được chúng ta hơn và sẽ ưu đãi chúng ta nhiều hơn Đấy, sẽ tạo được nhiều thứ phù hợp với chúng ta hơn à, các bạn không? bởi vì game tự game này chúng ta có thể không nạp nạp được các bạn đừng nghĩ là về tay video game sẽ hút máu ở kia game này chúng ta có quyền không nạp mà chúng ta cứ chơi bình thường thôi có được mà nhưng mà mong là video game sẽ điều hành tự game này thật là tốt hơn của hezin ít ra khi video game điều hành chúng ta sẽ có được giải đáp thắc mắc một cách nhanh hơn chúng ta sẽ có Tức là chúng ta sẽ có những lời giải thích nó dễ dàng hơn. Bởi vì Việt Nam nói trước Việt Nam dễ hơn. Còn các bạn chờ hezin hàng bao nhiêu tháng mới được trả lời mà đúng không? Đó. Thì các bạn đừng có lo. Và bây giờ chúng ta sẽ thử tải game bằng app Taptap nha các bạn nhé. Đó. Thì các bạn nào mà đã lỡ xóa game mấy hôm trước rồi các bạn có thể tải game bằng cách này này. Đấy. Các bạn sẽ không tải game được qua Android và uh, App Store nữa. Nhưng chúng ta có thể tải game qua đây. Các bạn nhé. Các bạn có thể gõ Play To giờ này. Đấy đấy bạn lên đây gọi, tôi bây giờ các bạn có về đó. đấy nó có chữ play này đấy nếu như bạn nào mà chưa có chữ play thì chỗ này nó có sự chữ download thì lưu các bạn cái vị trí việc download về và chơi thôi các bạn nhé đấy đó rất là dễ thôi đây play thay về chữ play này các bạn thay đổi thành chữ download là được đó download về rồi các bạn chơi thôi và cái ứng dụng này hình như chỉ download được về cho android thôi còn nếu như app store là không không ấy được các bạn nào app store phải giữ nguyên từ trước rồi các bạn nhé đấy đấy là những điều sắp tới À, còn bây giờ thì clip chắc của mình xin dừng tại đây Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nhé Game thì bây giờ chắc không vào chơi được rồi bạn ạ mình Các bạn nhìn có thể từ nãy giờ vào thì bị đít luôn rồi Chắc tí mình livestream mình có thể like game khác các bạn nhé